Thân chào quý thính giả, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tỉnh nguyện Lời sống hàng ngày của mục vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, ngày 18 tháng 6, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Làm bạn kẻ cô đơn, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong Thi Thiên 68, từ câu 3 đến câu 6 và câu 19. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị cùng ODB khám phá nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh trong Thi Thiên 68, câu 3 đến câu 6 và câu 19, bản truyền thống hiệu đính. Nhưng người công chính sẽ vui vẻ, hớn hở trước mặt Đức Chúa Trời. Nguyện họ hân hoan vui sướng. Hãy hát sướng cho Đức Chúa Trời, hãy ca ngợi danh Ngài. Hãy dọn đường cho đấng cưỡi trên các tầng mây. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va, hãy vui mừng trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài, là cha của trẻ mồ côi và đấng phân xử cho người quá bụa. Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô độc có nhà ở, dẫn kẻ tù đầy đến sự thịnh vượng, nhưng khiến kẻ phản bội phải sống trong đất khô cằn. Đáng chúc tụng Chúa là đấng hằng ngày mang lấy gánh nặng của chúng con, tức là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi chúng con. Câu gốc hôm nay được chép trong Thi Thiên 68 câu 6. Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô độc có nhà ở. Holly Cookie không có một người bạn nào khi cô chuyển đến London làm việc. Những ngày cuối tuần của cô thật buồn chán. Theo một khảo sát toàn cầu, thành phố này đứng đầu danh sách thành phố buồn khi 55% người dân London nói rằng họ cô đơn, so với chỉ 10% cư dân láng giềng ở thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha. Vì mong muốn xây dựng mối liên hệ, nên Holly đã bất chấp nỗi sợ hãi của mình để thành lập một nhóm trên mạng xã hội mang tên Hội Những Cô Gái Cô Đơn ở London, và khoảng 35.000 người đã tham gia. Họ gặp gỡ nhau theo nhóm nhỏ vài tuần một lần qua những buổi dã ngoại ở công viên, các lớp học nghệ thuật, tại xưởng làm đồ trang sức, ăn tối và thậm chí cùng nhau tập thể dục ngoài trời với cuốn cưng. Thách thức đến từ sự cô đơn không phải là điều mới mẻ, và đấng chữa lành nỗi cô đơn của chúng ta cũng vậy. David viết, Đức Chúa Trời đời đời của chúng ta làm cho kẻ cô độc có nhà ở, dẫn kẻ bị tù đày đến sự thịnh vượng. Chúng ta có một đặc ân thiêng liêng, đó là cầu xin Chúa dẫn chúng ta đến với những người bạn trong đấng Christ. Đây là lời cầu xin mà chúng ta có thể tự do dâng lên Ngài. David nói thêm, Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài là cha của kẻ mồ côi và đấng phân xử cho người quá bùa. Đáng chúc tụng Chúa là đấng hằng ngày mang lấy gánh nặng của chúng con. Chúa Giê-xu là người bạn thân thiết của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta những người bạn chân thành, bắt đầu từ sự hiện diện vinh quang của Ngài trong mọi khoảnh khắc. Như Holy đã nói, thời gian bên bạn bè là liều thuốc bổ cho tâm hồn. Bạn yêu thích điều gì nhất về tình bạn với Chúa Giê-xu? Ngài dạy bạn điều gì để việc trở thành một người bạn chân thành? Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu yêu dấu, khi tâm hồn con cảm thấy cô đơn, xin dẫn con đến với người bạn chân thành, bắt đầu từ Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tỉnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé. Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.